chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Ngày hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn quyển vở bài tập tiếng Việt tập 2 của chương trình sáng tạo lớp 1. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là chủ đề số 31, phố xá nhộn nhịp. Bài học Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, sách giáo khoa trang 118. Bây giờ cô mời các con hãy vào chi tiết bài học. Trước tiên, các con nhìn đây là những cái dấu chấm. Bài thứ nhất, chúng ta điền chữ cờ hoặc ca vào những cái dấu chấm thích hợp ở bên dưới đây. Dưới đây cô có mỗi cái hình ảnh đều có một cái dấu chấm. Chúng ta sẽ điền vào cờ hoặc ca vào đây cho đúng và phù hợp. Cô ví dụ, đây là cái cảng Hải Phòng. Cảng Hải Phòng rất là đẹp, bến cảng này rất là đẹp. Các con hãy cho cô biết cảng Hải Phòng là chúng ta thế vào đây cờ An Cang hỏi cảng hay ca An Cang hỏi cảng. Cô nói lại cảng Hải Phòng là cờ An Cang hỏi cảng. Cờ An Cang hỏi cảng hờ ai hai hỏi hải. Phờ ông Phong Huyền Phòng cảng Hải Phòng. Rồi, cô chuyển qua đây. Đây là cái gì các con? Đây là cái cầu Tràng Tiền. Cầu Tràng Tiền. Như vậy cờ Âu Câu Huyền Cầu, trờ An Trang Huyền Tràng, tờ Yên Tiên Huyền Tiền, cầu Tràng Tiền. Dưới đây cô có, đây là cái bờ kè Nhiêu Lộc. Đó, bờ kè Nhiêu Lộc. Như vậy bờ kè là ca e ke Huyền Kè, bờ ơ bơ Huyền Bờ, ca e ke Huyền Kè, nhờ yêu nhiêu lờ ốc lóc nặng lọc, bờ kè Nhiêu Lộc. Cô chuyển sang câu số 2. Câu số 2 chúng ta điền vào cái dấu hỏi hay dấu ngã ở những cái chữ màu xanh đây. Đó. Ví dụ như đây là bảo tàng mỹ thuật. Bảo tàng là dấu hỏi hay dấu ngã các con? Bờ ao bao hỏi bảo. Hỏi bảo. Tờ An Tang Huyền Tàng. Mờ y mi ngã mỹ, thờ uất thuốc nặng thuật. Bảo tàng mỹ thuật. Ta chuyển sang đây. Đây là lễ hội bánh dân gian. Có đầy đủ các loại bánh. Như vậy lễ hội bánh dân gian. Lễ là L-E-Lê lê ngã lễ. Hờ ôi hôi nặng hội. Bờ anh banh sắc bánh, giờ ân dân, giờ di an giang. Lễ hội bánh dân gian. Xuống dưới đây, đây là cái phòng triển lãm. Như vậy, triển lãm là lãm, triển là triển dấu hỏi. Cô đọc lại. Phờ ông Phong Huyền Phòng, trờ yên triên hỏi triển. Lờ am lam ngã lãm, phòng triển lãm. Cô sẽ chuyển sang cái phần viết câu thứ nhất. Viết một câu có từ ngữ em đã điền. Các con vừa điền xong những cái từ ngữ như là bảo tàng mỹ thuật nè, lễ hội bánh nhân gian hay là phòng triển lãm. Bây giờ các con hãy viết một cái câu có các từ ngữ mà các con vừa điền. Đó. Cô ví dụ như chúng ta viết về cái lễ hội bánh nhân gian hoặc là cái phòng triển lãm hay là bảo tàng mỹ thuật. Đó. Bố, cô sẽ viết về cái phòng triển lãm nha. Bố dẫn em. Đi xem phòng triển lãm.
rất đẹp. Rồi, hay là các con có thể viết một cái câu về cái lễ hội bánh nhân gian. Em được mẹ cho đi xem lễ hội bánh dân gian. Vào ngày cuối tuần, rồi đó là cái cách chúng ta viết một câu có từ ngữ mà các con vừa điền. Cô chuyển sang câu số 2, viết tên một bức ảnh mà các con thích. Đây là những cái bức ảnh đó. Bây giờ có phố cổ Hà Nội nè, thành phố Đà Lạt nè, rồi thành phố Rạch Giá. Các con hãy viết tên một cái bức ảnh nào đó mà các con yêu thích, thì các con viết vào đây nha. Rồi, chúng ta cùng nhau viết nè. Viết tên một bức ảnh mà em thích, thì các con viết vào một cái bức tên một bức ảnh nào mà con thích, ví dụ như là thành phố Đà Lạt. Viết tên thôi nha các con. Rồi đây là cái tên mà cô yêu thích chẳng hạn. Còn nếu như các con thích phố cổ Hà Nội thì chúng ta có thể ghi vào đây phố cổ Hà Nội, hoặc là các con thích thành phố Rạch Giá thì các con ghi vào thành phố Rạch Giá đó. Rồi các con ơi, những cái bức ảnh này nè đó, các con có đã được từng đi qua những cái bức ảnh này chưa? Rồi những cái bức ảnh này thì chụp về cái cảnh gì các con? Các con có hình dung ra được không? Hay là chụp ở đâu? Đó. Thì bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các con nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được những cái bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.